Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Giàu Giang thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Tại đây, được sự trợ duyên bởi Master Phùng Phương là thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức tử vi và phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày, giúp quý vị đạt được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số nào của chương trình nhé. Chúc quý vị sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Giàu Sang. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị trăm điều lành, vạn sự may. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng chỉ có đường chỉ tay mới có thể nói lên tính cách và dự đoán số mệnh trong tương lai. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chính các đặc điểm trên ngón tay cũng giúp chúng ta dự đoán được những điều này. Theo các nhà nhân tướng học, xem ngón tay trỏ có thể nói lên một phần tính cách cũng như số mệnh giàu sang, nghèo hèn của một người. Và điều đặc biệt là những đặc điểm này bạn chỉ cần mất 3 giây để nhận diện. Quý vị có tò mò muốn biết số mệnh của bạn trong tương lai sẽ trở thành người làm sếp hay là làm công ăn lương không ạ? Hãy cùng tìm hiểu điều này qua chương trình ngày hôm nay của Phong thủy Giàu Sang nhé! Dưới đây là cách xem ngón tay trỏ. Các bạn cùng tìm hiểu rồi so sánh trên ngón tay của mình nhé! Thứ nhất, hình dáng ngón tay trỏ. Theo quan niệm phương Tây, ngón tay trỏ có hai hình dáng thường gặp. Nếu ngón trỏ có phần trên khá dài, chứng tỏ bạn là người rất siêng năng, làm việc chăm chỉ và nhiệt huyết với công việc. Bạn biết cách làm như thế nào để hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất và bạn luôn tự hào về tất cả những gì bạn đang có. Ngón tay trỏ to béo, bạn rất có khả năng trở thành người lãnh đạo. Một khi ở trong một nhóm nào đó, bạn luôn rất nổi bật và trở thành người đứng đầu. Khí chất lãnh đạo của bạn được thể hiện ngay từ khi còn bé, vì vậy nên bạn rất phù hợp là công việc liên quan đến quản lý và điều hành lãnh đạo. Thứ hai, chiều dài ngón trỏ. Đầu tiên là ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn. Những người có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn thường là người rất kiên quyết và kiên trì. Nếu đã quyết định làm, họ sẽ làm đến nơi đến chốn, chứ quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Có thể, người có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn thường sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó. Nhưng khi lớn lên, nhờ quyết tâm, kiên trì, họ có thể vượt qua những trở ngại, thử thách hết lần này đến lần khác. Và cuối cùng, gây dựng cho mình một sự nghiệp thành công, một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn. Những người sở hữu ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn mang tính cách yếu đuối, thiếu quyết đoán. Vì vậy, trước khi quyết định làm gì, họ thường chần chừ do dự. Họ ngại mạo hiểm và chỉ thích điều gì đó ổn định, an toàn. Những người có ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn thường là người không ham mê quyền quý, xa hoa. Họ thích cuộc sống bình yên, an phận. Sau những nỗ lực thời trẻ, họ có cuộc sống bình dị, an yên lúc về già. Ngón trỏ và ngón đeo nhẫn bằng nhau. Người có ngón trỏ như thế này thường sinh ra với một tính cách tốt bụng, rộng lượng và hào phóng. Vì vậy, đi đến đâu, họ cũng gặp được bạn tốt. Khi gặp khó khăn, họ được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, che chở. Về già, nếu không quá giàu có, thì họ cũng có cuộc sống đủ đầy, không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc. Thứ ba, có nốt ruồi ngón tay trỏ. Trên cơ thể mỗi người thường lộ ra những nốt ruồi nhỏ. Trong đó nốt ruồi son ở ngón trỏ tay trái là tốt, còn nốt ruồi ngón tay trỏ màu đen tùy theo vị trí trên ngón mọc mới biết được cát hung. Trái ngược với nốt ruồi ở ngón tay cái, nốt ruồi ngón tay trỏ được xem là nốt ruồi phú quý. Dù là người có nốt ruồi son ở ngón trỏ tay trái hay mụn ruồi ở ngón tay trỏ màu đen, có nốt ruồi ở ngón tay trỏ báo hiệu cuộc sống sung túc, thuận lợi, gặp nhiều tài lộc. Nam giới có nốt ruồi ở ngón tay trỏ là người dễ làm nên sự nghiệp to lớn. Còn ở nữ giới có nốt ruồi ngón tay trỏ vốn là người đảm đang, nhanh nhẹn, tháo vát, là hậu phương vững chắc cho gia đình. Bên cạnh đấy, nốt ruồi trên ngón tay trỏ sẽ thấy chuyện tình cảm của những người có nốt ruồi ngón tay trỏ thường rơi vào thế bị động hay gặp trắc trở. Bản thân những người này phải nhờ tới bạn bè, người thân giới thiệu và vun đắp thì đường hôn nhân mới dễ dàng thuận lợi. Thứ nhất, người có nốt ruồi son ở ngón trỏ tay trái. Nốt ruồi son ở ngón tay trỏ mà lại ẩn là tốt, còn lộ ra là bình thường. Nốt ruồi đỏ
ở ngón tay trỏ càng to, càng dễ biểu lộ tính cách con người. Nốt ruồi son ở ngón trỏ tay trái càng rõ ràng thì càng dễ khẳng định. Còn mờ nhạt lại là sự không chắc chắn trong phán đoán. Đây là người vốn sinh ra đã có số sướng từ trong trứng, được hưởng phúc từ cha mẹ gia đình, sống cuộc sống no đủ sung túc. Người này được bao bọc chăm chút kỹ lưỡng, kinh tế không bao giờ phải băn khoăn về tiền bạc, hậu vận cũng sẽ nhàn hạ may mắn. Tương lai sự nghiệp, người có nốt ruồi son ở ngón tay trỏ vô cùng rạng rỡ. Những người này có chí tiến thủ, phấn đấu bằng chính thực lực của bản thân và đạt được những thành công đáng kể. Trong mối quan hệ yêu đương cũng như hôn nhân, người có nốt ruồi đỏ ở ngón trỏ vốn là người chung thủy, chân thành, hết mực yêu thương gia đình và con cái. Thứ hai, nốt ruồi ngón tay trỏ ở lóng thứ nhất. Xem nốt ruồi trên ngón tay trỏ xuất hiện nốt ruồi son ở ngón trỏ tay trái trên lóng thứ nhất của ngón, thì người sở hữu mụn ruồi này thường có cuộc sống an nhàn, tiền vận tốt, hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái thảo hiền, không phải lo toan tính toán quá nhiều cho cuộc sống hàng ngày. Thứ ba, nốt ruồi ngón tay trỏ ở lóng thứ hai. Mụn ruồi ở ngón tay trỏ là nốt ruồi son ở ngón trỏ tay trái và nó xuất hiện trên lóng thứ hai của ngón, thì người này thường được quý nhân phù trợ hay nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Con đường công danh sự nghiệp dễ dàng thăng tiến, sự nghiệp thành công vang dội, mưu sự tất thành, hiếm khi thất bại. Quý vị và các bạn thân mến, qua những đặc điểm trên thì chắc chắn quý vị cũng đã có thể nhận biết được tính cách và hậu vận của bản thân đúng không ạ? Bên cạnh đó, theo các chuyên gia nhân tiếng học cho biết, ngoài hình dáng, kích thước và một số đặc điểm trên ngón tay trỏ, thì đường vân tay trên ngón tay trỏ cũng bộc lộ rất nhiều điều thú vị. Cụ thể là qua đường chỉ tay giữa đốt thứ 2 và đốt thứ 3 của ngón trỏ, bạn có thể đoán được tính cách và số mệnh của người đó một cách chính xác. Và để biết rõ hơn những đặc điểm vân tay của mình tiết lộ điều gì, thì mời quý vị và các bạn hãy cùng Phong Thủy Dầu Sang soi ngay đường chỉ tay nào ứng với bạn cụ thể ngay sau đây nhé. Ngoài ra, để tìm hiểu sâu hơn và được nghe chính chuyên gia phong thủy của chúng tôi chia sẻ về tướng số, hậu vận tương lai của mỗi người, thì các bạn hãy vào kênh YouTube Master Phùng Phương để tìm hiểu thêm. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tiếp theo của video. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tiếp theo của video. Đặc điểm thứ nhất, hai đường chỉ tay ngón trỏ đều thẳng. Nếu bạn sở hữu đường chỉ tay ngón trỏ xếp thành hai hàng thẳng song song, thì không khó để nhận ra bạn là người thấu đáo và luôn suy nghĩ cẩn trọng trong bất cứ vấn đề gì. Sự điềm tĩnh mà bạn có được sẽ giúp những quyết định của bạn thêm phần chuẩn xác. Với sự chu đáo của mình, bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt những người xung quanh. Đó là lý do người này thường có các mối quan hệ xã giao rất hòa hảo. Tuy nhiên, đôi khi sự tỉ mỉ cẩn thận có phần thái quá của bạn lại trở thành nhược điểm chí mạng của bạn. Trong các vấn đề có tính quyết định, đòi hỏi sự linh hoạt thì bạn lại khó có thể đáp ứng ngay được. Những cơ hội cũng vì thế mà đến rồi lại đi, khiến bạn không biết bao nhiêu lần phải hối tiếc. Chỉ cần bạn khắc phục được điểm yếu này thì con đường công danh sự nghiệp của bạn chắc chắn sẽ sáng lạng, chẳng ai có thể sánh bằng. Đặc điểm thứ hai, đường chỉ tay trên thẳng, đường chỉ tay dưới cong. Người có đường chỉ tay ngón trỏ ở trên thẳng ở dưới cong như trên thường có tính cách phóng khoáng, vô lo vô nghĩ, chẳng vướng bận điều gì. Thay vì đuổi theo những danh vọng tranh đấu ngoài kia, họ lại tận hưởng cuộc sống của mình theo cách rất riêng. Với người này, cuộc sống chiêu đãi bạn khá nhiều trải nghiệm, tiền bạc đôi lúc chẳng đủ đầy như mong đợi, nhưng đời sống tinh thần của họ lại vô cùng phong phú. Tuy nhiên, nhược điểm của người sở hữu đường chỉ tay này chính là thiếu chủ kiến, dễ bị cảm xúc chi phối. Bạn dễ dàng tin theo lời người khác mà không biết bao nhiêu lần rơi vào cạm bẫy, khiến tiền mất tật mang. Chưa kể còn tay không dâng những thành quả mình vất vả có được cho người khác. Lời khuyên cho bạn là nên học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, sống lý trí và xây dựng cho mình một mục tiêu phía trước. Chỉ cần bạn quyết tâm thì tin rằng đỉnh vinh quang nào bạn cũng có thể đặt chân đến được. Dấu hiệu thứ ba, đường chỉ tay trên cong, đường chỉ tay dưới thẳng. Người sở hữu đường chỉ tay ngón trỏ ở dưới thẳng ở trên cong hướng xuống dưới
thì lại là người sống thiên về lý trí. Họ rất biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Sự tỉnh táo của họ khi giải quyết vấn đề đôi khi khiến người khác phải nể sợ. Chính cái đầu lạnh của họ khiến quyết tâm giành được thành công trở nên vô cùng mãnh liệt. Họ có thể làm tất cả mọi thứ, vượt qua mọi chông gai để có thể đứng trước bên bục vinh quang, để được mọi người tán thưởng nể phục. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà con đường tình duyên của người này lại khó có được sự toàn vẹn. Sự lạnh lùng khô khan của bạn chính là rào cản để bạn tiến đến với một tình yêu ngọt ngào lãng mạn mà ai cũng mong muốn. Lại thêm niềm đam mê công việc khó dứt nên bạn chẳng đủ quan tâm đến một nửa của mình, khiến cho đối phương mất kiên nhẫn mà rời bỏ bạn. Hãy học cách lắng nghe, chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu những người bên cạnh mình. Bạn sẽ trở thành một người kinh doanh tài ba, một nhà lãnh đạo tuyệt vời, một người chồng, người vợ đáng trân quý. Dấu hiệu thứ tư, hai đường chỉ tay ngón trỏ đều cong. Nếu bạn sở hữu hai đường chỉ tay đều cong vào nhau thì bạn thường có các mối quan hệ xã giao vô cùng tốt đẹp. Cũng bởi tính cách tốt bụng lại vô cùng thân thiện cởi mở nên bạn rất được mọi người yêu quý. Dù ở hoàn cảnh nào, nếu có người cần đến sự trợ giúp, bạn cũng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ hết mình. Tiếc rằng đây chính là điểm yếu khiến bạn có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào. Từ tình cảm đến tiền bạc, có lẽ bạn đã nhận được không ít bài học khi lòng tốt của mình không được đặt đúng chỗ rồi. Thế nên, dù là lòng tốt, bạn cũng phải học cách tốt với ai xứng đáng, trong trường hợp nào thì phù hợp, chứ đừng dễ dàng tin người mà làm ơn mắc oán. Quý vị và các bạn thân mến, tương lai là điều mà chúng ta không thể biết trước được. Tuy nhiên, nếu dự đoán được những điều tốt đẹp sẽ xảy ra thì chắc chắn các bạn sẽ luôn giữ cho mình được một nguồn năng lượng tốt. Điều này cũng là yếu tố quan trọng khiến cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng và may mắn hơn. Và sau những chia sẻ vừa rồi thì không biết rằng quý vị đang sở hữu cho mình bao nhiêu đặc điểm may mắn đến từ ngón tay trỏ vậy ạ? Hãy cùng bình luận xuống phía dưới để Phong Thủy Dầu Sang cùng biết nhé! Chúc quý vị và các bạn vạn sự như ý, phú quý bình an! Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều video về kiến thức tử vi phong thủy. Để tiếp tục đón xem, mời quý vị ấn vào bên trái hoặc bên phải của màn hình. Hoặc nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào dành cho chương trình thì hãy để lại câu hỏi kèm số điện thoại ở phía dưới phần bình luận. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ gọi điện và tư vấn cho các bạn. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.